Trong bối cảnh toàn cầu hóa, liên kết quốc tế trong đào tạo là một xu thế tất yếu của các trường đại học ở Việt Nam. Việc phát triển các chương trình liên kết quốc tế có chất lượng cao, vừa đáp ứng nhu cầu du học tại chỗ cho người học, vừa góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng của các cơ sở đào tạo Việt Nam để hội nhập toàn cầu. Viện Đào tạo Quốc tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những đơn vị tiên phong của Việt Nam hợp tác với các trường đại học nước ngoài thực hiện các chương trình đào tạo quốc tế, tham dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập viện diễn ra vào chiều 26 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong hoạt động hợp tác đào tạo quốc tế mà đầu mối là Viện Đào tạo Quốc tế. Hiện nay các chương trình đào tạo quốc tế tại Việt Nam đang không ngừng gia tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Tuy nhiên, bên cạnh những chương trình tốt không phải không có những chương trình chưa đạt yêu cầu vì vậy, yêu cầu đặt ra tới đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo là mở chương trình nào phải tốt chương trình đó. Đáng chú ý, trong số hơn 400 chương trình liên kết quốc tế hiện nay, chủ yếu vẫn tập trung vào lĩnh vực kinh tế, quản lý, dư địa để mở các ngành liên kết đào tạo nhiều lĩnh vực khác như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, phần mềm, du lịch còn rất lớn. Các ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn cũng còn nhiều tiềm năng, từ đó mở rộng cơ hội trải nghiệm cho sinh viên quốc tế tại Việt Nam.